Điều đầu tiên là mình xem lại bản thân mình đã. Buông bỏ thì rất là khó. Em cũng không nghĩ là mình có thể dừng lại được đấy. Không cần thiết là phải giữ những mối quan hệ như vậy. Mình có thể tha thứ được, xấu xa ấy. Không ai chấp nhận. Xin chào quý khán giả. Hôm nay Như Quỳnh lại xuống phố và đề cập đến một vấn đề khá nổi cộm, nhạy cảm ngoài xã hội hiện nay. Đó chính là vấn đề ngoại tình. Không biết là mọi người nhìn nhận và đối đãi vấn đề này như thế nào, thì xin mời khán giả cùng theo chân Như Quỳnh để chúng ta khám phá vấn đề này nhé. Xin chào bạn. Hôm nay thì chương trình MOC Woman thực hiện một chương trình phỏng vấn về một cái vấn đề cũng khá nhạy cảm ngoài xã hội hiện nay. Đó chính là vấn đề ngoại tình. Thì trước khi mình có vài câu hỏi muốn phỏng vấn bạn, thì bạn có thể cho mình biết bạn tên là gì không ạ? Em tên là Huy ạ. Thì không biết là hai bạn thì đã là gì của nhau ạ? Em là vợ chồng. À, vợ chồng. Vâng. Thì em tên là gì? Em tên là Hoàng. Em tên là Khánh ạ. Dạ em tên Thi ạ. Tên là Nga ạ. Em tên là Hiền. Mình tên là Thủy, mình làm giáo viên mầm non. Em tên là Hải. Em tên là Phùng Văn Toán ạ. Dạ, với thầy Thanh Thúy. Em tên là Thu Hằng ạ. Bạn đã nghe đến những cái vấn đề ngoại tình hiện nay ngoài xã hội đúng không? Theo bạn thì bạn nhìn nhận về vấn đề này như thế nào? Theo như đạo đức các cụ ngày xưa ấy, thì nó không phù hợp. Vấn đề ngoại tình này là trái với đạo đức. Về ngoại tình thì chắc chắn là cái vấn đề đấy thì hầu như là không ai chấp nhận. Có nghĩa là nó có sai trái, nhưng mà để mà lý do ngoại tình thì nó có rất là nhiều lý do, có thể là từ hai phía. Nhưng đôi khi cái đấy thì phải là người trong cuộc mới biết, nhưng mà để mà nói lên từ ngoại tình thì là cái việc thì không ai đồng tình. Chị có đồng tình với vấn đề ngoại tình hay là? Mình không đồng tình. Thì là vấn đề này mình cần phải loại bỏ ngay trên xã hội này. Và em rất phản đối. Em phải nói. Vâng. Em nghĩ giống chồng em ạ. Vâng. Tức là không đồng tình về vấn đề này. Vâng. Thực ra thì em không ủng hộ cái vấn đề này. Từ trước đến giờ thì em vẫn luôn luôn có một cái quan điểm là khi mà đã lập gia đình ấy thì là mình nên chung thủy. Mình không đồng tình với vấn đề ngoại tình hiện nay. Ngoại tình là xấu xa ấy. Sao mình cách vợ chồng là mình lại đi ngoại tình là không tốt. Nếu một lúc nào đó mà mình phát hiện là không may anh sãi nhà mình say nắng một ai đó, thì là góc độ chị em phụ nữ thì chị sẽ ứng xử như thế nào trong tình huống này ạ? Câu hỏi này hơi nhạy cảm ấy. Nhưng mà em nghĩ là cái việc đầu tiên ấy, thì là nếu mà là một người phụ nữ thì bao giờ mình cũng nghĩ đến con mình đầu tiên. Mình sẽ làm hết sức để giữ cho gia đình mình, nhưng đến khi mà nó vượt quá một cái giới hạn nào đấy thì mình buộc phải là, có nghĩa là mình phải, đôi khi mình cũng phải giữ lại một chút gì đấy là hạnh phúc cho bản thân mình. Mình không nhất thiết là phải theo một cái người mà người ta không cần mình nữa. Thì trong một cái tình huống mà có thể là mình cũng dẫn đến bị sa ngã, thì là góc độ chị em phụ nữ thì các chị sẽ ứng xử cái tình huống ấy như thế nào ạ? Em nghĩ là cái vấn đề xã ra ngoài xã hội nó rất nhiều trường hợp đấy, nhưng mình giữ chừng mực. Có nghĩa là mình cái vấn đề khen hay không mình nói, em nghĩ là nó đơn giản thôi. Mình giữ đúng chừng mực của mình và mình biết là mối quan hệ đấy chỉ lên ở mức độ nào. Còn nếu mà khi mà người ta quá lên thì em nghĩ là chấm dứt, không cần thiết là phải giữ những mối quan hệ như vậy. Chị có chị nghĩ nào ạ? Chị cũng thế thôi. Nếu như mà chỉ là say nắng thì em nghĩ rằng là mình có thể rằng là mình thông cảm được, mình có thể tha thứ được. Còn nếu mà trường hợp mà nó rất là đi quá xa rồi thì có lẽ rằng là chắc là em sẽ xử lý khác. Nếu mà rơi vào trường hợp của em thì chắc là em vẫn phải nghĩ đến gia đình của mình nhiều hơn, mà kiềm chế lại những cái cảm xúc say nắng bên ngoài. Đấy là trường hợp của em. Nói chung là mình quyết định dần thôi. Có đánh kem hoặc không em không đánh kem. Nếu mà tình huống thôi là anh xã nhà mình mà mình phát hiện là có người bên ngoài thì bạn sẽ ứng xử như thế nào? Điều đầu tiên là mình xem lại bản thân mình đã. Còn khi nào mà anh nói rằng là anh sai rồi thì mình có thể bỏ qua. Tại vì là cái người phụ nữ đấy chỉ là cơn gió thôi. Còn đâu mình là người quan trọng nhất. Nếu như mình bỏ qua được cái đấy thì mình nghĩ sẽ gia đình mình sẽ đã quay lại phải. Yeah, ông bà cha mẹ thì gia đình thì phải nên khuyên can. Đó, khuyên nào cho được thôi. Không may vợ em cũng say nắng bên ngoài thì em sẽ ứng xử tình huống này như nào? Em tin tưởng vợ em, chắc không có tình huống này đâu. Đặc biệt là làm kinh doanh với em, như em ấy, thì tiếp xúc với phụ nữ cũng tương đối là nhiều. Cho nên là có dao động là chuyện bình thường. Khi mà gặp cái người đối tượng mà mình thích như vậy thì bạn đã tiếp tục duy trì cái mối quan hệ này hay là dừng lại? Thì em cũng tiếp tục kéo dài đến tầm khoảng
phải tầm khoảng hơn một năm. Hơn một năm. Sau đó thì dừng lại. Sau đó là em dừng lại. Gần 2 năm đấy, chắc phải gần 2 năm. Vấn đề đó thật sự có ảnh hưởng đến hạnh phúc của hai vợ chồng không? Thực sự là rất ảnh hưởng đến hạnh phúc hai vợ chồng ấy. Đôi khi em đi với người đấy, thì đi với người thứ ba ấy, thì sau đấy thì về nhà, mỗi lần khi về nhà nhìn thấy vợ thì cái cảm giác nó rất là áy náy, có lỗi rất là nhiều ấy. Thế nhưng mà cái do cái dục vọng của bản thân ấy mà cái thì rất khó khống chế. Tức là lý do để mà bạn đi ra ngoài đó thì bạn có lý do cho mình không? Có, em có nhiều lý do lắm. Thực sự mà lý do để mình đi ra ngoài có rất nhiều luôn. Nào thì là bỏ phải tiếp khách này, nào thì là bạn này, nào thì đi công tác này. Thực ra thì lúc đầu thì em quen biết cái bạn đó thì em nghĩ rằng là mình chỉ là quen biết bạn bè bình thường thôi, chứ không nghĩ rằng là mình sẽ có một cái dành tình cảm cho họ. Nhưng mà cứ dần dà lâu ngày cứ chuyện nói chuyện qua lại, em cũng là một người xa quê thì cũng cần có một kêu nhờ khao khát được một sự quan tâm, thì có thể là bạn ấy hiểu được điều đó, bạn ấy quan tâm và chạm vào trái tim em, thì là em và bạn ấy bắt đầu có tình cảm. Càng lâu về sau thì cái tình cảm em dành cho họ nó quá nhiều, thì nó không còn có những cái suy nghĩ lúc đầu là chỉ là quen chơi thôi. Nhưng mà tới dần sau này thì em đã có nảy sinh một cái sự gọi là ích kỷ, là muốn kéo dài cái tình cảm này. Bởi vì em không nhận ra được cái điều đó là nó không đúng mà nó xấu gì đâu. Bởi vì em nghĩ trong xã hội này thì ai cũng như thế, em nghĩ cái điều này nó quá bình thường thôi. Nó không có cái gì gọi là xấu, thì em nghĩ rằng là như hiện tại như thế này cũng khá là tốt. Mình thì được có người quan tâm, được có người yêu thương, được có người chia sẻ, nhưng mình không phải phải làm một trách nhiệm của một người vợ, thì là mình cảm thấy như thế này là cũng khá là tốt. Nên là em cũng có ý định là muốn níu kéo và giữ cái mối quan hệ này lâu dài. Tại sao em lại dừng lại mối quan hệ này? Thực sự là em cũng không nghĩ là mình có thể dừng lại được đấy. Thì em rất là tình cờ em biết đến cái môn, một môn tu luyện cổ xưa của Phật gia ấy, là môn Pháp Luân Công ấy. Thì em bắt đầu em dừng lại từ bắt đầu khi em luyện tập. Tại sao bạn theo tập môn này lại có thể làm động lực để bạn thay đổi những cái thứ tình cảm mà nó vốn là khá ăn sâu vào trong trái tim của bạn? Bởi vì là Pháp Luân Công là một môn tu luyện cổ xưa của Phật gia, hướng con người ta theo chân thiện nhẫn quay lại trở lại với cái văn hóa truyền thống ấy. Thì khi em bước vào em tu luyện Pháp Luân Công thì em mới nhận thấy được là những cái hành vi của mình trước đây nó hoàn toàn trái với cái đạo đức ấy, và nó rất là không nên. Và mình hiểu được những cái nét đẹp cái văn hóa truyền thống, rồi là những cái giá trị của một con người đích thực nó là như thế nào, thì bắt đầu là em mới dừng lại. Có nghĩa là bạn thay đổi hoàn toàn là nhờ vào bạn tu luyện Pháp Luân Công đúng không ạ? Chính xác vậy ạ. Để mà nói buông bỏ thì rất là khó. Em cũng rất là may mắn khi được biết đến một môn tu luyện khí công của Phật gia. Em được đọc sách, xong rồi em nhận ra được cái điều đó nó là một cái điều bại hoại nhất trong cái xã hội này. Như là em không còn phải dằn vặt đau khổ và nhớ nhung về những cái gì nó đã qua. Em thì cũng mới tu luyện thôi, nhưng em được hưởng rất là nhiều từ lợi ích từ môn tu luyện này, đặc biệt là về tinh thần. Và khi đối diện với bạn ấy nói chuyện thì cũng rất là vô tư, và nó không còn cái chút lưu luyến gì ở bạn ấy nữa. Và khi mà nói chung bây giờ là nhìn thấy gia đình bạn ấy hạnh phúc thì thật sự trong tâm cảm thấy rất là vui, rất hạnh phúc. Không còn bất kỳ một vấn đề tình cảm nào nữa. Có nghĩa là em đã thay đổi là nhờ vào tu luyện Pháp Luân Công đúng không ạ? Dạ, dạ đúng rồi ạ. Chị cảm ơn em đã thẳng thắn chia sẻ cho khán giả biết điều này.